Ha. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Em có hai mối tình, nhưng mà mối tình thứ hai em nghĩ là sâu sắc với em nhất. Tụi em yêu nhau được mấy năm? Dạ nửa tháng anh, nửa năm ạ. Hết hồn. Nhưng mà chia tay lâu chưa? Dạ 2 tháng. Dạ 2 tháng. Trời ơi. Chia tay lâu ghê luôn á. Tính chất công việc của em, sự quan hệ bên ngoài nó hạn hẹp. Quan hệ bên ngoài quan trọng là rồi. Tôi hỏi mấy mối. Mối thì một rồi chị ạ. Một hả? Quen nhau bao thời gian bao lâu? Vài tháng. Quen vài tháng rồi chia tay lâu chưa? 6-7 tháng. 6-7 tháng rồi. Giờ mấy nhỏ nó yêu đương nhanh quá. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời em trai giới thiệu về mình đi. Em tên Phùng Minh Hiền. Em tuổi thật là 94. Rồi, mình làm gì Hiền? Em làm kỹ thuật viên, vận hành hệ thống điện nước. Vận hành hệ thống điện nước. Làm ở đâu? Trường Đại học Việt Đức. Quê mình ở đâu? Quê em Bình Định. Rồi, mời nhà gái. Em tên là Bảo Vân, hiện tại em sinh năm 2000. Em sống ở Hóc Môn và hiện tại công việc hiện tại của em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Ở Hóc Môn là em sống với ai? Dạ, em sống với mẹ. Bây giờ mình nói chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho bên Bảo Phương nghe đi Hiền. Thì thật thà, chân thật, chung là thẳng thắn trong công việc, trong lối sống. Đam mê kiểu như thể thao. Khuyết điểm là gì? Ít nói thôi, hơi bị trầm tính xíu. Ít nói, hỏi gì nói đó đúng không? Dạ. Không nói thêm đúng không? Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái chia sẻ về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Em là cô gái dịu dàng, hiền, ôn hòa. Còn về khuyết điểm thì em nghĩ là em chưa có được cẩn thận lắm trong mọi chuyện, hơi hấp tấp. Với lại em nghĩ là em chưa có giỏi về việc nội trợ. Nói một chút xíu về đường tình duyên đi cô gái. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, hiện tại thì em có 2 mối tình. Nhưng mà mối tình thứ hai em nghĩ là sâu sắc với em nhất. Cái mối thứ hai đó như thế nào nè? Thì mối thứ hai của em là hai đứa cũng có suy nghĩ là tiến tới hôn nhân, nhưng mà hiện tại là do là bất đồng quan điểm nên tụi em bắt buộc phải dừng lại. Tụi em yêu nhau được mấy năm? Dạ em cũng không lâu lắm, dạ nửa tháng anh, nửa năm ạ. Hết hồn. Chia tay nửa tháng. Con miễn lộ. Sao nửa tháng ngồi trên đây con lộ. Năm 2000 mà chuẩn bị cưới rồi đó hả? Tại vì kiểu con muốn quen ai đó là em con muốn họp mình tiếng hôn nhân với sao. Nhưng mà chia tay lâu chưa? Dạ 2 tháng. Dạ 2 tháng. Trời ơi. Chia tay lâu ghê luôn á. Anh kia anh ở Bình Định xa quá, giờ nói với má con ở rể được không? Dạ được. Hả? Coi anh này anh sao nè. Anh sao anh? Hả? Anh này mấy mối rồi? Nhiều mối lắm đúng không? Không, em thì tính chất công việc của em, sự quan hệ bên ngoài nó hạn hẹp. Quan hệ bên ngoài quan trọng hẹp là rồi. Tôi hỏi mấy mối. Mối thì một rồi chị ạ. Một hả? Quen nhau bao thời gian bao lâu? Vài tháng. Quen vài tháng rồi chia tay lâu chưa? 6-7 tháng rồi. 6-7 tháng rồi. Thôi thì cũng còn được. Chia tay 2 tháng. Bên đây cũng chia tay 6-7 tháng rồi. Giờ mấy nhỏ nó yêu đương nhanh quá. Rồi sao chia tay? Không hợp thì chia tay chị à. Không hợp về tính cách. Tính em sao, còn tính cổ làm sao? Tính em thì thích thật thà, chân thật thì, nhưng mà người ta thì lại khác. Rồi giờ đó mình nói luôn đi, tính cách mình sao, mình muốn có người yêu như thế nào để cho nó phù hợp với mình? Chân thật, đàng hoàng, tử tế là được. Bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào nè, tả cho chú Quỳnh biết coi. Ưu tiên bạn nam cao trên 1m7. Ưu tiên cao 1m7. Thân hình vừa vải, không được. Mọc không ớn. Nếu mà hơi tròn thì cỡ chú là được. Hơi tròn thì cỡ chú là được. Cỡ chú là được ha. Dạ. Đừng có hơn vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Con đi với ai? Dạ con đi với mẹ. À có mẹ có hả? Có mẹ luôn. Rồi, chào nhà gái.
Dạ, tôi là mẹ của Bảo Phương. Tôi đến chương trình cũng mong cho con gái có một bến đỗ hạnh phúc. Cho con gái lấy chồng chưa cô? Hai đứa nếu mà hợp với nhau thì cũng phải tìm hiểu lâu lâu một chút chứ đâu mà còn nhỏ mà. Bạn nam bên đây cũng hiền, cũng được, cũng vui vẻ. Ở rể được không? Được. Rồi, cảm ơn okay. Nhà gái. Nhà trả này đi với ai? Dạ, đi mình. Rồi, ông Mai cũng lo cho. Rồi. Mở rào. Cô gái bên kia xinh lắm nha. Dạ, có món quà tặng anh. Cảm ơn. Rồi, chiều cao vậy được chưa? Dạ. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Ôm ôm rồi được vậy được không? Dạ được ạ. Được ha. Dạ, anh cảm thấy em như thế nào ạ? Thì dễ thương, đẹp gái. Khuôn mặt nhìn là có cảm tình. Giờ mình bàn hẹn hò đi đó Bình Dương với lại Hóc Môn đó. Rồi một ngày mình đi gặp người ta mấy lần, mình hẹn người ta ở đâu, dắt người ta đi chơi ở đâu, chỗ nào, hỏi coi người ta thích đi chơi ở đâu. Thì công việc của anh thì một tháng được nghỉ 4 ngày, nhưng mà được nghỉ phép nữa chắc được 5 ngày. 3 giờ chiều anh làm đến 11 giờ đêm. Là anh ca cố định vậy luôn á anh? Đúng rồi, bởi hồi xưa anh làm hợp đồng như thế, nhưng mà về lâu về sau thì có thể xuống ca một tháng được một tuần. Một tháng thì có thể sắp xếp nhau, thì em nghĩ là một tuần gặp một lần cũng được ạ. Thời gian ban ngày thì anh cũng rảnh nhiều. Dạ. Đứng lên coi. Bây giờ nè, bạn gái đứng lên. Đó, hai đứa nó cũng hợp nhau lắm nè. Sao, bây giờ thấy bạn gái sao? Như dễ thương. Như em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh đẹp trai, trưởng thành. Ý là cậu muốn quen anh không? Ý là cậu muốn quen anh không? Chúc mẹ em sẽ biết kết quả. Cảm ơn em. Thôi, chuyện này quan trọng nè. Ai giữ tiền? Ai giữ tiền? Dạ, thì nếu mà hai đứa tính hôn nhân á, thì về cái kinh tế là anh giữ hay là em giữ hay sao? Hai đứa kiểu như tin tưởng nhau, chuyện đó là ai cũng được. Em giữ được không? Em giữ được không? Ừ, em. Được sao gượng gạo được vậy? Được không? Sao mạnh mẽ lên, cái khoát lên. Được thì, không? Tiến tướng thì được thôi. Chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Xin bác rồi cho con hôn lên má gái cái nào. Hai đứa bắt đầu chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Sao bác cho hôn em? Đó, bác gật đầu rồi đó. Thời cơ đến. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Xin gửi tặng hai bạn một món quà, đó là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm. Nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm.
Etoric với dòng sản phẩm Link Up Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Link Up Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen thủy phân từ cá, dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal. Với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. Mũ bảo hiểm Royal M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, mời hai bạn đưa bạn gái về Hóc Môn luôn. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy đến với cặp đôi tiếp theo. Dạ em thì cũng đã trải qua 3 mối tình, nhưng mà 2 mối tình đầu thì cũng không đến đâu. Có mối tình sau cùng thì cũng được 2 năm. Do tính tình cũng phù hợp mới chọn là được kết thúc. Em cũng biết nấu một số món ăn ở quê, giống như là canh chua. Dạ, canh chua biết dịch đó. Dạ, nhắm mấy món kiểu như Huế đó. Tôi là Ayako. Tôi là Ayako. Ủa tới khúc này là sao? You can speak Việt Nam ý. Sorry. You cannot. Yes. Ở đây có ai biết nói tiếng Nhật không? Dạ. Tôi tên là Moriyama Ayako. Ủa? Where are you from? You from Japan? Yes, I'm from Japan. Yeah. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình. Em tên là Nhật. Em năm nay 39 tuổi rồi. Nhật làm gì Nhật? Dạ em hiện tại là nhân viên văn phòng. Trước đó là em là kỹ sư xây dựng. Rồi bây giờ Nhật làm ở đâu? Dạ bây giờ em đang làm ở gần khu vực sân bay á anh. Nhưng mà em ở đâu? Dạ em hiện tại đang ở bên quận 8. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình ạ. Dạ. Anh nam ạ. Dạ. Hi. Moriyama Ayako desu. Tôi là Ayako. Tôi là Ayako. Ủa tới khúc này là sao? Ở đây có ai biết nói tiếng Nhật không? Dạ. Tôi tên là Moriyama Ayako. Where you from? You from Japan? Yes, I'm from Japan. Yeah. À. Đây là một cô gái người Nhật mặc áo dài lên, tôi đâu có biết đâu. Trời ơi. Em là người Nhật. Yes. Em có biết nói tiếng Nhật không Nhật? Dạ không. Chị đang học tiếng Việt. Bây giờ chắc mời cổ lên đây quá, cái tôi ngồi đây nè, tôi ngồi tôi nghe. Mời cô tham dịch viên. Vậy đi. Bây giờ mình mai mối là có phiên dịch ngồi dưới đây luôn á hả? Mai mốt là hai người yêu nhau chắc phải mời cô này đi luôn hả? Bây giờ em hỏi giùm anh á là ưu điểm khuyết điểm giùm cho nhà trai tôi nghe coi. Ưu điểm của chị là lúc nào chị cũng hướng và tiến về phía trước ạ. Điểm yếu là gì? Chị nghĩ là sở đoản của chị là có đôi lúc trong cái lối suy nghĩ của mình có đôi lúc nó hơi không được suy nghĩ một cách cẩn thận cho lắm. Còn điểm mạnh điểm yếu của Nhật là gì? Dạ cái điểm mạnh của em á thì em hay hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Đi ngoài đường mà em thấy ai mà hoàn cảnh khó khăn mà thế nào em quay lại. Có cái nữa là em cũng biết nấu một số món ăn ở quê, giống như là canh chua. Dạ, canh chua biết dịch đó. Dạ, nhắm mấy món kiểu giống như Huế đó. Rồi, dạ. Bên kia nấu lại sushi cho em ăn. Em biết ăn món ăn Việt Nam không? Tây tây, taberaremas. Hầu hết tất cả các món ăn Việt Nam thì chị đều có thể ăn được. Em đang ăn món gì ở Việt Nam nè mà em nhớ? Nan demo suki desu kedo. Có hai món mà chị thích nhất đó là bún riêu và bánh xèo. Bánh xèo. Bánh xèo. Nhật có cảm giác như thế nào khi mà sắp tới là mình quen một cô gái Nhật? Dạ em sẽ cố gắng để làm sao để trao đổi được với cô ấy. Thứ hai nữa là tiếp thu văn hóa. Không, trả lời rất là hay ha. Cô ấy đang học tiếng Việt mà chắc biết tiếng Việt xong rồi là hai người quen nhau, chắc nhờ thông qua Google dịch trước. Bây giờ là tới phần khó khăn nè, phần tình cảm nè. Yoni.
Dạ, 4 người ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? 2 năm rưỡi. Có thích người yêu là người Việt không? Người Việt Nam không? 好きですか? 大丈夫です. Chị rất thích người yêu là người Việt Nam ạ. Chị rất thích người yêu là người Việt Nam ạ. Hay quá. Cho nên là chị mới lên chương trình này. Rồi hỏi bên đây bao nhiêu mối tình ạ? Bên đây mấy mối tình? Dạ em thì cũng đã trải qua 3 mối tình. Nhưng mà 2 mối tình đầu thì cũng không đến đâu. Có mối tình sau cùng thì cũng được 2 năm. Do tính tình cũng phù hợp nên mới chọn là được kết thúc. Nói chung là không phù hợp. Dạ. Cặp này là mình nên mở rào ra đúng luôn rồi. Đúng rồi, đừng hỏi gì nữa hết. Cho hai anh chị tự giao lưu với nhau để tập làm quen. Open the door. Trời ơi. Trời ơi. Ông tặng bạn là món quà của Huế. Thank you. Cái này em xin tặng chị Ngọc Linh một cái. Ôi Lan cảm cái ơn là Lan. Anh Cường Linh cái. À cảm ơn em. Đây cũng là văn hóa Việt Nam nè. Nón lá là văn hóa của Việt Nam đó. Thank you so much. Cảm ơn. Bây giờ hai người tự xài Google dịch đi chứ. Bây giờ nè, Nhật thấy cô gái người Nhật sao? Nhật nói trước đi. Mình cảm nhận được á là bạn rất là xinh, cũng cao nữa. He said you so beautiful, beautiful. Thank you so much. Bạn này tên Nhật, thấy sao? Chị nghĩ là anh là một người rất là hiền lành và dễ thương ạ. Cảm ơn, thank you. Cho mình hỏi bạn, bạn qua đây lâu chưa ạ? Chị qua Việt Nam và sinh sống ở Việt Nam được 1 năm rưỡi ạ. Bạn qua đây là làm việc hay là sinh sống cùng với ai bên này? Chị qua đây để làm việc ạ. Và hiện tại thì chị đang sống một mình ạ. Bạn quan điểm như thế nào về hôn nhân và gia đình? Chị nghĩ là nếu mà được thì chị mong muốn là sẽ kết hôn ở Việt Nam, sau đó sinh sống ở Việt Nam ạ. Nếu có cơ hội thì sẽ có một vài lần quay trở về Nhật Bản để tham gia đình mình ạ. Và nếu mà kết hôn thì chị cũng mong muốn là mình vẫn có thể tiếp tục công việc hiện tại để giúp đỡ mọi người ạ. Hay quá. Ok. À, bạn có ý gì hỏi mình không ạ? Anh Nhật Bản đang nghỉ thì thường anh sẽ làm những cái hoạt động gì ạ? Những ngày nghỉ thì mình hay đi uống cà phê với bạn hoặc là chạy bộ. Mình rất là thích chạy bộ. Mình cũng mong muốn có người hay đi thể dục chạy bộ với mình. Chị là một người rất là yêu thể dục thể thao ạ. Hiện tại thì chị cũng đang tập gym thường xuyên ạ. Cho nên mà nếu mà có cơ hội thì chị và anh có thể cùng nhau đi tập gym hoặc là đi chạy bộ cùng với nhau ạ. Dự kiến của mình thì bao năm nữa mới có thể kết hôn được? Chị mong muốn là mình sẽ tìm được một người phù hợp và sau đó là mình sẽ kết hôn ạ. Bạn có yêu cầu gì về phía mình không? Chị mong muốn là đối phương là một người dễ tính, hiền lành và đặc biệt quan trọng là mong muốn là đối phương sẽ là một người mà có thể nói chuyện được cùng với chị. Ngoài ra thì nếu mà cả hai có vấn đề gì trong cuộc sống hay là giữa mối quan hệ của hai bên á, thì mong muốn là đối phương sẽ dừng lại và có thể nói chuyện được với nhau để giải quyết vấn đề đó. Sau đợt này mình đi học tiếng Nhật. Chị cũng có nói là hiện tại thì chị đang học, đang rất là cố gắng đi học tiếng Việt. Theo được biết á, là bên Nhật á, là người ta lấy chồng á, không có làm dâu. Nhưng ở Việt Nam phải làm dâu á, chị biết làm dâu là gì không? Chị có thể làm dâu được ạ. Và chị cũng có tìm hiểu là đối với người Việt Nam á, thì gia đình rất là quan trọng, cho nên là chị hiểu được vấn đề đó. Thật ra thì cái câu chuyện này chắc để hai người cứ từ từ tìm hiểu nhau. Còn quá nhiều còn cái quá để tìm hiểu. Đúng rồi. Bây giờ đứng lên xác xác hỏi rồi. Bạn ấy thấy bạn trai làm sao? Tiếp xúc gần với anh Nhật á, thì chị thấy là về khuôn mặt á, thì chị thấy là anh rất là đẹp trai ạ. Lúc này ở xa cho nên là chị nhìn không có rõ. Rồi bây giờ về ghế ngồi đi. Chàng trai tên Nhật và cô gái người Nhật sẽ cùng tiến hành bấm nút hẹn hò. 1, 2, 3. Hết thời gian. Nhật không bấm. Sao vậy? Sao vậy Nhật? Dạ hiện tại thì em vẫn chưa cảm nhận được cái văn hóa, cái ngôn ngữ và cái tình cảm của hai bên. Nếu mà mình tiến tới thì nó lại lỡ cho bạn ấy một cái khoảng thời gian nhất định nữa. Và để trao cái cơ hội đó cho bạn để có thể là tìm một cái người khác nó phù hợp hơn. Sau đây là một số phần quà dành tặng cho hai anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity
trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Etoric với dòng sản phẩm Link Up Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Link Up Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen thủy phân từ cá, dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Xin gửi tặng hai bạn một món quà, đó là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm. Nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm. Hương tinh túy, vị trăm năm. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. Mũ bảo hiểm Royal M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Hi, cảm ơn các bạn. Nhật đi ngõ này, còn cô gái Nhật đi về Nhật. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.